Hay nghe từ có tuyết rơi, nguyên văn là rơi tuyết. 下雪 下雪 下 下 雪 雪 下雪 下雪 Có hay có tuyết rơi không? 常下雪吗? 常常下雪吗? Không hay có tuyết rơi. 不常下雪 不常下雪 Mùa đông ở đây thường có tuyết rơi. 这儿的冬天常常下雪 这儿的冬天常下雪 Bây giờ là từ thích 喜欢 Âm Hán Việt là hỉ hoan 喜欢 喜 喜 欢 欢 喜欢 喜欢 Thích nhất 最喜欢 最喜欢 Mùa nào, mùa gì 什么季节 什么季节 Thích nhất mùa nào 最喜欢什么季节? 最喜欢什么季节? 听见我该记? 最喜欢喝什么? 最喜欢喝什么? Em gái cậu thích uống cà phê Việt Nam không? Nín mẹ mẹ chỉ khoan hơ Việt Nam cà phê mà. Nín mẹ mẹ chỉ khoan hơ Việt Nam cà phê mà. Tôi không thích uống bia. Wo bù xì khoan hơ pí jiǔ. 我不喜欢喝啤酒 Tôi thích nhất mùa thu 我最喜欢秋天 我最喜欢秋天 Không thích nhất 最不喜欢 最不喜欢 Tôi không thích nhất mùa đông. 我最不喜欢冬天. 我最不喜欢冬天. Tôi không thích nhất mùa đông, lạnh quá. 我最不喜欢冬天, 太冷了. 我最不喜欢冬天，太冷了。 Hãy nghe lượng từ của phần lớn các danh từ trong tiếng Trung. Cửa Cửa Một người 一个人 一个人 Hay nói một người theo cách nói về nhân khẩu. 一口人 一口人 Hay nói người nào, nguyên văn là nào, lượng từ, người. 哪个人 哪个人 Hai người
Lạng cơ rẩn. Lạng cơ rẩn. Ba người. Sang cơ rẩn. Sang cơ rẩn. Mười người. Sử cơ rẩn. Sử cơ rẩn.